36 bạn. Cũng nhiều rồi. Mà tại sao mà mình con trai mà mình học vậy rồi để rồi con gái nó khi dễ mình rồi sao? Đúng không? Dạ. Yeah. Lo hề lo hứa cũng phải đi học đàng hoàng chứ đúng không? Trong trường phổ thông á là một là đẹp trai, hai là học giỏi thôi. Ừ. Gái nó mới thiệt mới chịu. Học bà ta dở ra thơm phức, học bà mình dở ra thúi banh trường. À con là con bị điểm liệt hai cái môn đó luôn. Đẹp trai là không đẹp trai mà học dở nữa. Giờ mà thêm hạnh kiểm xấu nữa ngon luôn. Ờ. Dạ có luôn. Đó. Hạnh kiểm xấu luôn hả? Hạnh kiểm xấu luôn hả? Dạ. Con làm gì mà cô phê con hạnh kiểm xấu? Dạ nói chuyện nhiều á. Bao nhiêu cái mày không học mày học chú Thành. Nói chuyện nhiều lắm hả? Dạ. Mắc bố sao nói dữ vậy? Mà ngộ lắm, ra chơi không nói, khi nào học bắt đầu nói. Đúng. Hồi xưa tụi mình như vậy không? Rồi chú Thành đi mời phụ huynh nói chuyện không à? Dạ con cũng vậy á. Ừ. Ngộ lắm, ra chơi không nói, cứ vô lớp là nói. Quen miệng. Quen miệng không? Quen. Mà ngồi nói có rượu mấy đứa nó nói chung nữa không? Dạ có. Có đúng không? Mà cô ồn quá mà chịu đâu nổi đúng không? Dạ cô đuổi ra luôn. Cái thằng nói chung nhiều nhất là xếp hạng 18 đó. À. Hai đứa bạn thân. Rồi sao tự nhiên kết thân được với nhỏ học giỏi dữ vậy ta? Dạ kế nhà. Kế nhà. Lý do gì đi theo chương trình này? Dạ đam mê. Mê là mê hài hay mê tiền? Dạ mê. Dạ mê hài. Nói mê thiệt hài. Nói thiệt. Dạ mê hài. Mê nói được gì? Nói thiệt. Dạ mê hài. Hai đứa đi gia đình có biết không? Đi là đề thi rồi. Mới biết. Có ai đi theo không? À, Võ Sĩ Huỳnh. À, Trương Nguyên Khôi. Dạ em nay 17 tuổi. Ở Bến Tre hả? Dạ em đến từ Bình Dương. Ờ à. Bạn này làm gì? Dạ cũng ở Bình Dương học chung với. Học lớp mấy? Dạ lớp 12. Rồi. Lớp 12, hai đứa đều học lớp 12 đúng không? Dạ. Là năm nay là học trong 12 là thi đại học đúng không? Dạ. Bây giờ thì mình làm sao kiếm được 100 triệu để dành đi học nha. Dạ. Dạ. Vô. 60 giây. Bắt đầu. Em Sĩ Quỳnh. Dạ thầy. Lên đây trả bài cho thầy. Dạ. Em hãy nói cho thầy biết cái điểm khác nhau giữa yếu tố ngoại trượng và yếu tố di truyền. À, dạ thưa thầy là yếu tố di truyền. Yếu tố di truyền là khi con cái đẻ ra mà nhìn giống ba mẹ thì nó là yếu tố di truyền thưa thầy. Còn con cái đẻ ra mà nhìn giống ông hàng xóm thì nó là yếu tố ngoại trượng thầy. Tôi dạy em cái gì mà gọi nó. Bỏ qua đi. Em hãy nói cho tôi biết là tại sao Newton lại tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn và cho tôi một cái ví dụ. Dạ thầy là ông ta tìm ra định luật vạn vật hấp dẫn là khi ông ta ngồi dưới gốc cây táo và trái táo rớt xuống trúng đầu ông ta. Giả sử nếu mà ông ta ngồi dưới gốc cây sầu riêng đi thì trái sầu riêng rớt xuống thì chúng ta đã có định luật vạn vật hấp hối rồi. Nếu mà con hỏi anh một câu được không ạ? Anh vừa hỏi tôi một câu rồi đó. À vậy tôi sẽ hỏi anh hai câu. Anh hỏi tôi hai câu rồi. À gì hả? À tôi sẽ hỏi anh bốn câu nha. Anh hỏi bốn câu luôn rồi còn gì? Đậu. Đó. Kim tàng giàu kìa. Mày đi phỏng vấn hay mày đi cà khịa tao mày? Dạ không em. Hey, đại ơi đi học. Ê ê quẹo quẹo. Ê quẹo. Ê quá rồi kìa. Trời ơi tại sao mày không bị đường này? Mày biết đi đường này là xa lắm không? Đường đó cấm ô tô. Mày đang đi xe đạp mà. Tương lai tao đi ô tô. Bây giờ mày đang đi xe đạp. Mày đi khùng hả? Không, tao đang suy nghĩ. 1, 2, 3 vô. Lại xíu từ từ, căng thẳng. 1, 2, 3 vô. 3, 2, 1 vô. Đi tiếp rồi. À cứu tiếng lệnh. Dạ. Thì con em. Dạ. Trả lời câu hỏi của anh Trường Giang kia. Dạ dạ. Cái gì dạ? Ở tóc ở đâu? Ở dạ. Tóc ở đâu? Ở dưới nhà em. Em có đi lộn chỗ mà mấy người ta tỉa bonsai không? Cái đầu em nó vi diệu lắm á. Lần dạ. Đầu tiên tôi thấy một người có tóc mà xấu hơn thằng không tóc. Đừng hoang mang, cái dạ. Mặt em có duyên lắm luôn. Đang lợi thế, cái mặt dạ. Cực kỳ có duyên, thiệt. Dạ, cảm ơn anh Trấn Thành. Tên gì nè? Dạ, con tên Phan Hùng Dũng. Tên Hùng Dũng lận đấy. Hùng Dũng đó, thấy cái body chưa? Thấy tướng là biết rồi. Nhiêu tuổi rồi, dạ. Dũng? Dạ, con 18, 17 tuổi. Là cuối cùng nhiêu? Dạ, 17 tuổi. 17 tuổi đúng không? Dạ. Em chưa 18 hả?
Dạ chưa. Đã đi làm gì? Ở nhà bán tiếp mẹ không à? Con bán tiếp mẹ với con đi học không à? Ở nhà phụ mẹ. Dạ. Rồi hai đây là hai bạn mình hả? Dạ đây là anh con, đây cũng anh con luôn. Trời ơi, anh ruột hả? Anh này, dạ anh kế nhà. Anh này là anh xa nhà. Dạ, hai em này ở Đồng Tháp, còn em ở Long An. Là mình mới quen hay là cái mối quan hệ sao? Dạ quen là em quen với ông anh kia, rồi ông anh kia quen với một người em. Cái người em đó quen hai người em này, rồi em chơi chung rồi em quen chung. Vòng tròn, nó xây vòng tròn mới quay tới đây. Dạ. Là đi xe từ Đồng Tháp xuống rồi vớt ông này luôn đó hả? Dạ. Con. Dạ. Con bé 85 kia nó biết nói tiếng Việt không? Dạ. Dạ biết nói hả cưng? Dạ dạ. Ừ. Em là ai? Dạ em tên An, em anh này. Anh kế nhà đó. Anh kế nhà. Dạ. Kế nhà có phức tạp bằng cái xa nhà không? Dạ cũng vòng vòng đó, tại vì là biết hai người trong trường. Rồi xong rồi hai người trong trường nó mới mới chỉ là biết này nó rủ đi thi. Rồi hiểu rồi. Trước khi cho con thi, con có món quà con gửi tặng được không vậy? Để con trời. đem từ ở dưới Đồng Tháp chạy xe lên đây con tặng. Hỏi hả? Rắn hay gì vậy em? Sen hả? Đồng Tháp dạ, hay có rắn đặc sản là sen. Nghe chưa? Hết hồn, môi con rắn lên cho tôi chết. Có con tặng không? Hai bọc cóc với cam. Dạ. Được, cái này ở đây mà. Ở đây con cho con gửi đây là của chú Tiến Lực. Hồi nữa con thi xong gửi cho con. Chia ra hai mình chia ra luôn chứ Tiến Lực vậy nữa. Thì ăn đi đó cũng hơi mập mà. Trời ơi, đây là cốc, cốc xanh đó nha. Dạ. Mà chưa gọt vỏ. Cắn. Có chua thì thôi luôn á, thiệt. Ở đây ai mà không nuốt được miếng tôi chết liền á. Cái này mà có chừng chén. Trời ơi. Rút là mắm đường á, dầm chớ ớt vô á. Chết tôi. Mà đừng có gọt vỏ nha, cái gọt vỏ để nó bớt chua á. Gọt vỏ nó chua lắm. Chấm vô trong cắn rộp rộp.